Thưa quý vị, và tỉnh Bình Định thì hiện là một trong 5 địa phương được xác định sẽ là khu vực bão số 4 đổ bộ trực tiếp và có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trước diễn biến phức tạp này thì lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó bão, khẩn trương di rời các hộ dân ở vùng ven biển và các điểm xung yếu đến nơi an toàn. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hòa Nhân, tỉnh Bình Định. Hiện đang có 50 người dân đã được đưa đến nơi cư trú an toàn. Và tính đến 17 giờ chiều nay, chính quyền địa phương sẽ hoàn thành việc di dời khoảng 3.000 hộ dân ở vùng ven biển đến nơi cư trú an toàn để phòng tránh bão số 4. Hiện những người dân được di tản đều tập trung tại trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc. Trước đó, nơi tránh trú này đã được các lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị tiếp dân. Tất cả hộ dân khi đến nơi tránh trú sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ đầy đủ vật chất để đảm bảo an toàn tránh trú bão số 4. Chồng đi biển. Bây giờ ở nhà cũng đậu trợ, bây giờ bão tố như vậy thì má ông cán bộ đồng viên lũ tôi lên đây để tránh nạn thì lũ tôi cũng đi, lên đây để an toàn. Chồng làm sao không có ai tới phụ chống bão, mình là những anh dân quân tới đây phụ trên nhà rồi giùm em. Mà chẳng sao mà em mẹ con em cũng đi di tản chứ không có ở nhà nguy hiểm. Chính quyền địa phương thị xã Hoài Nhơn vẫn đang tích cực điều động nhiều lực lượng để giúp đỡ người dân khẩn trương di tản đến nơi tránh trú với phương châm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời tiến hành kiểm tra, chằng chống, gia cố lại lần cuối nhà cửa cho bà con để bà con yên tâm di tản đến nơi an toàn. Có mặt chỉ đạo công tác phòng chống bão tại xã Hoài Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thành việc di rời dân và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thì đường đi bão hiện nay đi theo đường dạng rích rắc, mình không lường trước được. Có thể lúc đang dịch chuyển Bắc là dịch chuyển Nam, cho nên chúng ta về quan điểm là không chủ quan. Và hiện nay là tỉnh đang kích hoạt chống bão theo cấp độ 4, là cấp độ cao nhất. Nên theo tinh thần chỉ đạo hiện nay thì tỉnh đã chia ra các đoàn công tác để đi triển khai đến tất cả các huyện và các xã để chỉ huy công tác chống bão theo đúng các phương án đề ra. Hiện địa phương đang huy động thêm lực lượng để hỗ trợ và bảo vệ người dân trong quá trình di rời đến nơi an toàn, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu khi bão đến.